rõ ràng là nó không dành cho việc lái xe hàng ngày, Michael Manning nói khi đứng trước chiếc xe dài 100 foot 30,5m mà ông đã giúp hồi phục. Thật khó để không đồng ý, rốt cuộc. Bạn có thể tưởng tượng đang cố gắng đậu xe này bên ngoài Walmart, hoặc ghé qua đường lái xe, hoặc cố gắng rẽ 3 điểm, hoặc đi đến bất cứ đâu trong đó. Những thao tác lái xe khó xử sang một bên. Chiếc limo siêu kéo dài, bao gồm 6 chiếc Cadillac Eldorado, vừa được trao kỷ lục Guinness Thế giới. Chúng tôi không cần phải cho bạn biết cái nào. American Dream, như tên gọi của nó. Có 26 bánh xe và đủ không gian để chứa khoảng 75 người. Nó bao gồm một giường nước, một bể bơi với ván lặn, một bể sục, một sân golf mini, và thậm chí một sân bay trực thăng được gia cố đặc biệt. Và vâng, nó cũng có một động cơ hoạt động. Sự sáng tạo của nhà siêu tập và chế tạo ô tô Jay Oberg, chiếc ô tô ban đầu có kích thước 60 feet 18,3m khi ông chế tạo nó vào năm 1986. Dường như coi nó hơi ngắn, Oberg sau đó đã thêm 40 feet 12,2m vào chiều dài của nó. Vì những lý do không rõ ràng ngay lập tức, mặc dù không có khả năng đi bất cứ đâu trong đó có thể là một trong số đó. Chiếc xe dài đến mức ngớ ngẩn cuối cùng đã bị bỏ rơi trong một nhà kho ở New Jersey. Một thời gian sau, Michael Manning, chủ sở hữu của một bảo tàng dạy kỹ thuật ở hạt Nassau, New York, phát hiện ra chiếc xe trên eBay và quyết định thử thách phục chế nó. Nhưng vào năm 2019, việc thiếu kinh phí dẫn đến việc Manning đưa nó trở lại eBay. Danh sách được phát hiện bởi Michael Dezer của bảo tàng xe hơi công viên Disneyland ở Orlando, Florida, người sau đó đã mua giấc mơ Mỹ và mời Manning trở thành một phần của nhóm phục chế. Đầu tiên, họ phải đưa chiếc xe đã đổ nát đến Orlando, một quá trình bao gồm việc chia nó thành hai mảnh và chất chúng lên xe kéo cho chuyến lái xe dài về phía nam. Sau 3 năm làm việc và chi phí tổng cộng hơn 250.000 đô la, công việc trùng tu hiện đã hoàn tất. Manning và nhóm của ông thậm chí đã thêm một chút nhỏ vào chiều dài của chiếc xe để phá vỡ kỷ lục của The American Dream là chiếc xe dài nhất thế giới. Nó hiện đang được trưng bày ở Orlando để du khách thưởng thức. Về tương lai của chiếc xe, Manning có vẻ muốn tiếp tục đi, nói rằng cuối cùng thì chúng tôi sẽ mở rộng nó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!